con này con kia luôn. Đây là giờ của sở hữu ấy mới được giới thiệu tại triển lãm giao thông quốc tế lớn nhất hàng năm tại Berlin, Thủ Đức vào tháng 8, tháng 9 năm 2018. Đây, nó rất là đẹp. Và cái tàu này sẽ được thi công ở Dubai được. Rất đẹp. Chạy với tốc độ là 500 m trên giờ và đường là 2 tấc. Tôi đã vào rồi. Tôi đã có một clip mà tôi vào trong cái tàu này rồi. Cái tàu này chạy rất là yên. Bây giờ đang tất người. Và mỗi một cái ghế của cái tàu này là sẽ có một cái camera hành trình. Và cái màn hình mà sẽ có cái màn hình cho mình thấy là cái camera hành trình đằng trước rồi để xem phim nghe nhạc hay gì rất đẹp. Đây là tàu 500 m/giờ đấy ạ. Còn đây là chiếc tàu mà lát lúc trước chúng tôi đã được trải nghiệm. Đó, đây. Một là chạy trên, hai chạy dưới. Đây chúng ta sẽ trải nghiệm tàu. Rất là êm. Đây là cửa cách âm. Cửa này là cửa hai lớp. Trải nghiệm ghế da rất là tốt. Và trong này rất đẹp, 6 chỗ. Và mỗi một ghế sẽ có một cái camera sẽ ghi lại hành trình, hoặc là mình có thể xem phim hoặc là nghe nhạc ở đây, giải trí đây. Okay. Where are you from? From Russia. I'm from Vietnam. Ok, tàu rất là ngồi rất là thoải mái, thú vị. Cửa rất là chắc chắn. Ok. Rất tuyệt vời. Vốn cộng đồng, một hình thức tập hợp vốn kinh doanh dựa trên đóng góp của cá nhân, mới cách đây mấy tháng lại được dịp xôn xao từ câu chuyện của chủ một thương hiệu nhà hàng đồ uống, The Cafe. Đào Chi Anh đã công khai trên trang cá nhân ý định hồi sinh thương hiệu này bằng cách kêu gọi nguồn vốn 200.000 đô la Mỹ từ cộng đồng. Thay vì huy động vốn từ nhà đầu tư, người từng được mệnh danh là cô gái triệu đô la Mỹ của khởi nghiệp Việt đã chọn sự ủng hộ của cộng đồng, những fan của The Cafe. Ủng hộ có, phản đối có. Vậy gọi vốn cộng đồng là gì? Có phải lúc nào gọi vốn cộng đồng cũng khả thi? Quốc gia khởi nghiệp xin kính chào quý vị khán giả. Đó là một trong những gương mặt khá đình đám của làng startup tại Việt Nam chúng ta. Và giờ đây thì cô lại mang tham vọng là muốn hồi sinh lại chuỗi cửa hàng cà phê một thời của mình bằng hình thức kêu gọi vốn từ cộng đồng với nền tảng GoFundMe. Và ngay lập tức thì rất nhiều những bài phân tích về kêu gọi vốn từ cộng đồng đã ra đời. Vậy chúng ta nên hiểu kêu gọi vốn từ cộng đồng như thế nào? Gọi vốn cộng đồng là hình thức trợ giúp tài chính của một nhóm các cá nhân cùng góp tiền để tạo dựng nên một mô hình kinh doanh. Số lượng nhà đầu tư dạng này không giới hạn. Không cần thông qua các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chủ doanh nghiệp hay thương hiệu có thể tìm thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở bất cứ đâu. Có thể thông qua các nền tảng mạng xã hội hoặc các trang web trực tuyến dành riêng cho gọi vốn cộng đồng. Hiện nay gọi vốn cộng đồng có thể được chia thành hai loại là gọi vốn phần thưởng và gọi vốn cổ phần. Thế giới không ít các trang gọi vốn cộng đồng dành cho khởi nghiệp như Kickstarter, GoFundMe, SoClub hay Techmula. Còn tại Việt Nam cũng đã xuất hiện các trang gọi vốn cộng đồng mà tiêu biểu là FirstStep, FundingVN, FundStart. Vâng, kêu gọi vốn từ cộng đồng liệu có phải là cứu cánh dành cho những dự án khả thi thế nhưng đói vốn hay không? Ưu nhược điểm của hình thức này là gì? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với những khách mời tham gia quốc gia khởi nghiệp hôm nay.
Làm thế nào để tiếp cận nguồn vốn luôn là chủ đề nóng được quan tâm bởi rất nhiều các startup trẻ. Ngày hôm nay đến với chương trình Quốc gia khởi nghiệp, tôi cũng rất là mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về phương thức gọi vốn cộng đồng. Chị Nguyễn Hà Linh là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành một chuỗi nhà hàng chuyên về đồ Thái. Chuỗi nhà hàng của chị ban đầu chỉ gồm 4 cổ đông sáng lập và sau đó kết nạp thêm 4 cổ đông góp vốn thông qua các mối quan hệ của những người sáng lập chính. Nhiệm vụ được phân định rành rọt, nhóm cổ đông sáng lập đóng góp ý tưởng và chịu trách nhiệm vận hành, còn nhóm cổ đông góp vốn ngoài khả năng góp vốn còn có thể kiêm vai trò cố vấn. Chị Linh đã tích lũy kinh nghiệm khởi nghiệp trong ngành F&B qua 2 dự án lớn trước đó là tiệm kem dừa Kosamui và nhượng quyền chuỗi cà phê cộng. Năm 2016, chị lọt vào danh sách 30 người dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng của tạp chí Forbes. Xin được cảm ơn Hà Linh đã đến với Quốc gia khởi nghiệp. Thực ra ngay từ đầu thì bạn cũng đã biết ngày hôm nay chương trình của chúng ta nói tới câu chuyện gọi vốn cộng đồng. Không biết rằng là với startup mà bạn đang làm thì có một cái hình thức gọi vốn như thế nào? Mọi người đã biết đến Hà Linh từ trước đến nay trong câu chuyện là khởi nghiệp qua rất là nhiều những ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên rằng là để mà nói là những năm gần đây thì tôi đã rất là tập trung trong câu chuyện kinh doanh nhà hàng và cà phê. Thì với câu chuyện của mình, việc huy động vốn trong những nhà đầu tư đã quan tâm đến mô hình nhà hàng từ trước đến nay, nó là cả một câu chuyện dài, vừa là góp vốn trong những giai đoạn đầu tiên khi mà cửa hàng đầu tiên được hình thành cho đến câu chuyện là hình thức nhượng quyền. Nhưng về cơ bản, ngoài Hà Linh ra đã có được cái sự góp vốn của rất là nhiều người khác nhau. Cụ thể là ở đây bao nhiêu người và ngay từ đầu mình đã quyên được bao nhiêu tiền nếu như bạn không ngại chia sẻ? Cổ đông sáng lập là 4 người. Nhóm chúng tôi cũng huy động thêm là 4 người nữa là nhóm cổ đông góp vốn. Cổ đông sáng lập ở đây là cái người có ý tưởng, người trực tiếp vận hành. Còn những người góp vốn là những người mà gọi là tiếp sức trong câu chuyện là vừa là vốn kinh doanh và vừa là những cái kiến thức trong ngành nghề liên quan mà họ đang có nhưng họ không trực tiếp trong câu chuyện điều hành. Thế còn những cái điều kiện mà để tham gia góp vốn cũng như là quyền lợi với các nhà đầu tư góp vốn đi, bạn có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện đó không? Nó cũng không phải là quá phức tạp, bởi vì thực tế rằng nhà hàng vận hành trên phương diện là rất là công khai minh bạch. Rất là doanh thu cũng như là chi phí hàng tháng đều có ban kế toán hoạch toán đầy đủ và báo cáo tài chính sẽ được gửi đến cho cổ đông hàng ngày. Những cổ đông mà có cái sự góp vốn vào trong việc kinh doanh chuỗi, còn hàng ngày doanh thu sẽ cũng sẽ được báo về trong một nhóm riêng của các cổ đông đã góp vốn. Và đến cuối thì từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng thì các cổ đông có quyền được nhận báo cáo kinh doanh. Và bạn có những cái mốc kế hoạch để mà có thể mình góp vốn cũng như là để gia tăng thêm sức mạnh cho cái startup mà mình đang làm hay không? Và lúc đấy mình có mời thêm các cổ đông khác để vào tham gia không? Câu chuyện là kinh doanh mở chuỗi thì nếu như một cái nó sẽ không phải là có quá nhiều vấn đề. Nhưng mình đã biết được rằng là trong chiến lược kinh doanh chắc chắn là sẽ phải đến một cái giai đoạn là chuỗi nhà hàng phải mở rộng một cái thành hai cái, ba cái, bốn cái và nó sẽ có đòi hỏi cái sự tham gia cố vấn của nhiều gọi là nhiều người hơn nữa để cái câu chuyện làm chuỗi nó được hoàn thiện hơn, không chỉ là trong câu chuyện sản phẩm mà còn có cả câu chuyện về mối quan hệ, kể cả câu chuyện marketing, truyền thông hay là quan hệ trong giới ngành. Tôi thì tôi đang muốn quan tâm cái giai đoạn đầu tiên khi mà bạn có thể gọi vốn để có thể mở được cái cửa hàng đầu tiên ạ. Bạn có quan tâm tới hình thức là gọi vốn cộng đồng hay không? Với những cái trang web mà có thể kết nối để có thể họ có một cái dòng vốn, một cái nguồn tiền khá là ổn định từ các nhà đầu tư mà không bị quản lý giống như là bạn thường phải chia sẻ với các nhà đầu tư của chính mình. Tôi cũng rất là quan tâm đến cái câu chuyện gọi vốn cộng đồng bởi vì là mình cũng đã từng quen thuộc với câu chuyện là mình gọi vốn từ cái mạng network riêng của mình. Nhưng cái câu chuyện gọi vốn cộng đồng ngoài kia họ quá nhiều và cũng có quá nhiều người quan tâm đến những loại hình kinh doanh mà mình đang làm. Thì tại sao là mình lại không quan tâm đến câu chuyện? Vậy thì với gọi vốn cộng đồng bạn có những câu hỏi băn khoăn gì với chúng tôi hay không ạ? Tôi rất là quan tâm đến câu chuyện là làm thế nào để mình tiếp cận được cộng đồng ngoài kia. Và thứ hai nữa là trên con đường tiếp cận đó thì mình phải chuẩn bị gì? Vâng, bản thân tôi thì không trả lời câu hỏi đó với Linh đâu, mà sẽ là khách mời thứ hai trong chương trình tham gia Quốc gia khởi nghiệp ngày hôm nay sẽ chia sẻ với Thùy Linh cũng như là những bạn trẻ đang quan tâm tới câu chuyện gọi vốn cộng đồng. Xin mời ạ. Gọi vốn cộng đồng là một hình thức rất tuyệt vời đối với các startup, đặc biệt là các startup muốn phát triển từ 0 đến 1. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể gọi vốn cộng đồng một cách hiệu quả nhất và chính phủ làm thế nào đưa ra được hệ thống có thể bảo vệ được các nhà đầu tư. Anh Đỗ Hoài Nam được biết đến không chỉ với vai trò đứng đầu các dự án khởi nghiệp trong và ngoài nước mà hiện còn ở cương vị nhà đầu tư vào các dự án khởi nghiệp. Thành công đầu tiên của anh là Emotive System được khai sinh tại Úc với sản phẩm máy đo bộ não người đạt doanh thu triệu đô la Mỹ vào năm 2010. Năm 2012, anh đã quyết định trở về Việt Nam với mong muốn dẫn dắt các doanh nghiệp Việt Nam tới với thị trường thế giới. Sau hơn 20 vụ đầu tư vào khởi nghiệp, tiêu chí lựa chọn của anh đã có sự thay đổi, thường là những khởi nghiệp có giá trị từ 500.000 đô la Mỹ.
Xin được cảm ơn anh Đỗ Hoài Nam đã đến với Quốc gia Khởi nghiệp. Tôi vẫn nhớ là anh đã từng chia sẻ rằng ngày xưa ở Mỹ anh cũng đã từng gọi vốn cộng đồng. Anh có thể chia sẻ một chút về cái quy trình làm sao để gọi vốn cộng đồng ở nước ngoài khi mà cái hình thức này đã rất phát triển rồi không ạ? Trên thực tế thì đây là một hình thức rất là tốt dành cho các công ty khởi nghiệp. Tiếp cận vốn luôn luôn là một vấn đề rất là khó khăn, đặc biệt là khi mà chúng ta mới chỉ có một ý tưởng. Chúng ta sẽ cần phải làm ra được một cái gì đó rồi chúng ta mới có thể được gọi vốn từ các quỹ đầu tư. Thì cái giai đoạn đi từ số 0 lên số 1 đó là luôn luôn làm cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Và phương thức gọi vốn cộng đồng đã giúp cho các startup, các cái doanh nghiệp nhỏ, họ có thể tạo ra những cái sản phẩm mà cộng đồng sẽ sẵn sàng tiếp nhận, giúp họ xây dựng ra được một cái sản phẩm và dịch vụ trước khi họ có thể đến những cái quỹ đầu tư để gọi vốn. Thế nhưng mà với hai cái dự án của anh, một dự án là ý tưởng và một dự án là hình như đã có sản phẩm rồi, vậy thì tại sao lại không lựa chọn là ngay lập tức chúng ta tìm các nhà đầu tư mà lại kêu gọi vốn cộng đồng ạ? Phần vốn không phải là cái phần đặt nặng, mà nó giúp các công ty ấy là họ có một cái số lượng gọi là follower, những người supporter, những người ủng hộ cái sản phẩm ngay từ những ngày đầu tiên, bắt đầu xây dựng được thị trường và có được cái feedback của thị trường lại rằng là cái sản phẩm này liệu có được chấp nhận hay không. Và đấy là cái điều quan trọng nhất. Còn trên thực tế thì chúng tôi không gọi vốn bằng cách đưa lại cổ phần của công ty, mà bằng cách là tặng lại họ chính cái sản phẩm. Anh Nam ơi, khi mà anh nói rằng là mình kêu gọi chính những người mà quan tâm đến sản phẩm của mình và bản thân họ cũng đưa tiền vào, thì cũng đồng nghĩa với việc rằng là họ cũng sẽ là như kiểu là một nhà marketing free cho sản phẩm mà mình đang ấp ủ. Trong câu chuyện em làm nhà hàng, việc là mình cần là phải tạo tín đồ, tạo fan cho nhà hàng là điều rất là quan trọng. Nếu như đối với những mô hình đã có rồi thì lại không phải là vấn đề, nhưng đây lại là một ý tưởng mới, đó là một cái mô hình mới, thương hiệu mới chẳng hạn. Em chỉ có những điều băn khoăn là làm thế nào. Đối với một startup ấy, mình luôn luôn tìm cách tạo ra những cái sản phẩm và dịch vụ, những cái công nghệ mới. Và cái giá trị mà khi đã gọi là mới thì chúng ta hoàn toàn không biết được là liệu nó có được chấp nhận hay không. Có thể chỉ chúng ta nghĩ rằng là nó được xã hội chấp nhận thôi. Cái điểm quan trọng nhất của gọi vốn cộng đồng ấy là nó giúp cho các startup trở nên rất là thực tế với lại chính cái sản phẩm và dịch vụ của mình. Ở một số nước mà cái ngành tài chính chưa phát triển, câu hỏi đặt ra là thế làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được những cái người tiêu dùng, những cái người mà hấp dẫn với lại những cái sản phẩm mà các cái startup đưa ra. Tuy nhiên rằng là họ không có đủ cái kiến thức cũng như là thông tin để họ có thể đánh giá được là khả năng thành công của dự án là bao nhiêu. Nếu như mình có được một cái quy chuẩn trong câu chuyện là nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp của mình và họ có thể là bị là ảnh hưởng thực sự không? Cái câu chuyện thành công thì nó đã rất là vui rồi, nhưng nếu như câu chuyện nó không thành công thì cái điều đó nó có thật sự là đem đến một cái tai họa nó rất là lớn. Chúng ta phải phân biệt rõ hai loại gọi vốn cộng đồng. Thứ nhất là loại gọi vốn cộng đồng dựa trên sản phẩm và dịch vụ. Để những cái đó thì thường là dễ hơn, ít rủi ro về bị lừa đảo. Cái loại gọi vốn cộng đồng thứ hai là liên quan đến vấn đề mà vấn đề pháp lý, nó sẽ đi vào chỗ này. Tức là các nhà, đây được gọi là nhà đầu tư, họ có được quyền có hưởng lợi từ các cái lợi nhuận do cái dự án được sinh ra trong tương lai hay không, có cổ phần ở trong các cái sản phẩm dịch vụ đó hay không. Thì đây sẽ là cái vấn đề có rất nhiều tranh cãi về mặt gọi là luật pháp, và đây là chính là cái chỗ mà luật pháp cần phải được đưa ra để bảo vệ những cái người, những nhà đầu tư. Thực ra thì những cái băn khoăn về câu chuyện là nhà đầu tư của chúng ta sẽ được hưởng lợi như thế nào cũng chính là một trong những cái băn khoăn mà tôi đọc được rất là nhiều, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là những cái băn khoăn đó cụ thể như thế nào. Khi cựu sáng lập The Cafe tạo hashtag Bring The Cafe Back, tạm dịch là hồi sinh The Cafe, và crowdfunding gọi vốn cộng đồng, rất nhiều người dùng đã công khai đặt câu hỏi cho chị Anh. Những câu hỏi về mô hình kinh doanh, kế hoạch phát triển, hình thức chia lợi nhuận không thiếu. Thậm chí có bình luận chi tiết hơn ra đề bài cho chị Anh rằng nếu tiền góp vốn lớn hơn $500 thì việc hoàn trả bằng voucher ăn uống có khả thi, hay đặt giả thuyết nếu không quyên đủ số tiền cần để mở lại The Cafe, người dùng sẽ được hoàn trả ra sao? Tôi không phải là người theo dõi sát cái việc gọi vốn cộng đồng vừa rồi của Đào Chi Anh. Tôi cũng có biết đến qua một số những cái phương tiện truyền thông đại chúng. Theo tôi nghĩ thì hiện tại đây không phải là một cái cách tốt để chúng ta có thể tiếp cận vốn. Khi chúng ta gọi vốn cộng đồng ấy thì nó luôn luôn là một con dao hai lưỡi. Một mặt là nó có thể giúp chúng ta là build một cái số lượng fan rất là lớn. Một cái điển hình lớn nhất trên thế giới chúng ta có thể nhìn thấy như là Oculus Rift, đúng không? Là một cái hệ thống VR. Về sau cũng bắt đầu từ việc gọi vốn cộng đồng, sau đó được Facebook mua với giá hơn $1 tỷ, và dẫn đến là mặc dù công ty
chưa đưa ra được sản phẩm, họ đã có đủ tiền để họ có thể xây dựng được sản phẩm. Thế nhưng cũng có những cái trường hợp nó lại phản thùng ngược lại chính những cái người founder. Bình thường một người không thích thì người ta chỉ không mua sản phẩm thôi. Nhưng khi một cộng đồng không thích thì nó sẽ có một cái hành vi của cộng đồng, và cái đấy có thể thậm chí là giết chết một doanh nghiệp. Thực sự là cái cộng đồng quan tâm tới cái câu chuyện Đào Chi Anh, họ đặt câu hỏi là liên tục là vậy thì nếu như cái dự án này lại tiếp tục sập giống như là trước đây thì tiền của họ sẽ được hoàn lại như thế nào, và họ sẽ ai sẽ là người có thể bảo vệ quyền lợi cho họ. Thì hiện nay cái quyền lợi của các nhà đầu tư trong cái lời kêu gọi vốn từ cộng đồng được trả như thế nào thưa anh Nam? Đây cũng là cái vấn đề mà luôn luôn là vấn đề khó khăn nhất của gọi vốn cộng đồng, vì là cái background của người ta khác nhau, vì cái kiến thức của người ta khác nhau, vì cái sự tiếp cận của người ta khác nhau. Thế người ta có một cái sự tưởng tượng khác nhau về sản phẩm dịch vụ. Giả dụ như chúng ta có một sản phẩm về công nghệ và một người không có một cái background về công nghệ thì họ có đánh giá được cái độ rủi ro của sản phẩm ấy hay không? Đấy, thì cái đấy là cái chúng ta hoàn toàn không có thể kiểm soát được. Và cái đấy nó liên quan đến cái mà tôi luôn luôn nói từ đầu ấy, là nó sẽ phải có một cái khung pháp lý để mà bảo vệ được những nhà đầu tư. Còn về phía nhà đầu tư thì chúng ta phải xác định đây không phải là một sản phẩm hay một dự án đã có nghĩa rằng là cái rủi ro của việc có làm được hay không là hoàn toàn là không ai biết cả. Và chính vì vậy là nhà đầu tư thì chúng ta luôn luôn phải hiểu được cái việc đó và biết là mình đang vào cái gì. Còn nếu chúng ta không biết thì tốt nhất là chúng ta không nên tham gia. Vậy thì một cái dự án crowdfunding như thế nào thì sẽ có thể thành công khi mà kêu gọi vốn từ cộng đồng ạ? Thứ nhất là các sản phẩm và dịch vụ, nó phải là một cái sản phẩm dịch vụ mà mình thuyết phục được đại chúng. Cái dự án thành công nhất ở trên Kickstarter huy động đến 20 triệu đô là cái dự án họ chỉ làm cái hộp đựng đá đấy. Tức là mang hộp bình đựng đá với đồ lạnh, với lại trong đó là vừa là loa vừa là điện thoại di động có thể cắm vào được Bluetooth, rồi có thể có pin, sạc pin mang đi được. Đấy là nó đánh đúng vào một cái sản phẩm mà thực sự đang thiếu trên thị trường. Nhưng nó không có gì là mới về mặt công nghệ cả. Cái thứ hai nữa rằng là những con người đằng sau là rất quan trọng. Đa phần những cái công ty gọi vốn cộng đồng được thành công là những con người mà trong cái CV của họ là họ đã có những cái kinh nghiệm làm những cái sản phẩm tương tự, như bạn Hà Linh đây đã từng làm những cái chuỗi về F&B thành công rồi, thì cái khả năng tin tưởng của một người lạ vào bạn ấy là có thể xây dựng một cái chuỗi mới hoặc một sản phẩm mới nó sẽ cao hơn rất là nhiều một người mà ví dụ như là chưa bao giờ làm gì trong lĩnh vực đó. Yếu tố thứ ba nữa là mình phải mô tả được cái quá trình mình làm một cách thuyết phục. Đấy, nếu mà chúng ta bảo là chúng tôi có thể làm được một cái máy teleport mà có thể chuyển được bạn đang ngồi từ đây trong vòng một tích tắc và xuất hiện ở Mỹ thì chắc gần như là sẽ không có ai. Đấy, thì chính vì vậy nên là cái việc mô tả các cái từng cái bước của dự án là đến đâu tôi sẽ làm cái gì, lại làm cái gì, mọi người có cảm giác rằng là cái bước đó nó là thực tế, khả năng thành công sẽ cao hơn. Vậy thì gọi vốn cộng đồng thì phù hợp với những dạng dự án như thế nào? Câu hỏi của Thủy Vân rất là hay, và đây là một câu hỏi mà một trong những câu hỏi đau đầu nhất của các cái startup, đặc biệt là các startup về sản phẩm và công nghệ. Khi mà mình đã công bố những cái ý tưởng của mình và mình mô tả cái quá trình để mình có thể thực hiện được, thì gần như rằng là những ai trong lĩnh vực của mình đều có thể học tập và làm được cả. Chính vì vậy thế nên là có những sản phẩm nó không phù hợp để mà đưa lên gọi vốn cộng đồng. Tuy nhiên rằng là một số các cái sản phẩm khác nhiều khi nó chỉ cạnh tranh bằng cái việc là thiết kế hình thức này, rồi một số các cái function này, về độ sâu của công nghệ nó thấp hơn thì thường là sẽ thành công lớn hơn rồi. Và chúng ta thực sự phải cân nhắc khi mà chúng ta đưa lên, có nghĩa là ai cũng biết thì có rất là nhiều người có thể làm được. Thế thì liệu là trong cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ cạnh tranh bằng cái gì? Nó không có công thức cái gì là đúng, cái gì là sai, và đều là một cái trade-off mà các cái founder đều phải quyết định cho bản thân mình. Và cũng rất nhiều các cái founder là quyết định sai. Và để có lẽ là cho các startup của chúng ta có thêm niềm tin củng cố từ cái hình thức gọi vốn cộng đồng này, thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một vài những trường hợp đã gọi vốn từ cộng đồng thành công trên thế giới ạ. Ngành công nghiệp crowdfunding tại Mỹ đã được thay đổi luật chơi nhờ cựu Tổng thống Barack Obama. Năm 2012, chính quyền của ông Obama đã ký thông qua đạo luật khởi sự kinh doanh Jumpstart Our Business Startup, gỡ bỏ nhiều rào cản về gọi vốn cộng đồng. Kể từ đó, hoạt động gọi vốn cộng đồng tại Mỹ thực sự khởi sắc với nhiều dự án thành công. Dự án công nghệ đồng hồ thông minh Pepper đã kêu gọi được 10,3 triệu đô la từ gần 70.000 người ủng hộ vào tháng 5 năm 2012. Đây vẫn được xem là một trong những dự án thành công nhất xét về mặt huy động vốn trên trang Kickstarter. Tại thời điểm gọi vốn, nhiều người vẫn nghĩ chiếc đồng hồ này có chút gì đó giống như khoa học viễn tưởng.
Tuy nhiên, Pepper đã thu hút rất nhiều sự quan tâm về một chiếc đồng hồ tùy chỉnh, có thể chạy các ứng dụng, hiển thị thông báo từ một điện thoại thông minh và kết nối với các phụ kiện khác bao gồm cả thiết bị tập thể dục. Kính thực tế ảo Oculus Rift đã thu hút số tiền đầu tư lên tới 2,4 triệu đô la Mỹ trên trang gọi vốn cộng đồng Kickstarter cũng trong năm 2012. Bộ sản phẩm bao gồm một kính thực tế ảo và hai chiếc điều khiển để bạn dễ dàng đắm chìm vào thế giới ma thuật, ảo mà như thật. Và chỉ 2 năm sau đó, Oculus đã được Facebook mua lại với giá 2 tỷ đô la. Với ý tưởng một chiếc chuông cửa gắn cảm biến ghi lại video khi có người đứng trước cửa nhà và kết nối với điện thoại thông minh, Skybell HD nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trên trang gọi vốn Indiegogo. Chỉ 30 ngày sau khi đăng tải, startup này đã gọi được 600.000 đô la Mỹ vào năm 2013. Có thể xảy ra những trường hợp gì mà khiến cho cái việc chúng ta gọi vốn từ cộng đồng chưa phát triển ở Việt Nam? Thường là các startup họ phải đặt ra một cái mức độ, một cái ngưỡng là tôi phải có được từng này tiền thì mọi người mới đóng góp được. Còn nếu họ không đạt được đến mức độ đấy thì không ai mất tiền cả và tiền được trả lại hết. Nên startup ở đây thì không có cái gì để lo cả. Thế tuy nhiên như cái tôi nói ấy, cái người góp vốn cần phải được bảo vệ. Thì hiện tại cái khung pháp lý để bảo vệ người ta chưa có thì chúng ta không thể nào biết được cái người ta góp vốn, người ta có đủ qualify để người ta hiểu về cái dự án hay không. Người ta lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân về một lĩnh vực nào đó và họ đánh vào cái lòng tham để mà kiếm được tiền nhanh của mọi người. Đấy, chính vì vậy mà rất là nhiều trường hợp lừa đảo xảy ra. Ở nước ngoài họ đang bảo vệ người góp vốn như thế nào? Đầu tiên họ phải quy định thế nào là các công ty khởi nghiệp mới được phép gọi vốn. Ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn là doanh thu về doanh số về dưới 200 triệu đô, ở Việt Nam thì doanh số 200 triệu đô thì rất là to rồi. Đấy, thế nhưng mà phải có một cái mức độ hạn chế, tức là nếu mà anh là một công ty có trên vốn bao nhiêu và có trên doanh thu trên bao nhiêu thì anh phải dùng các phương án truyền thống, chứ anh không được phép dùng phương án gọi là gọi vốn cộng đồng nữa. Cái này nó chỉ dùng để hỗ trợ những cái doanh nghiệp khởi nghiệp mới thôi. Thế nên là đầu tiên là phải quy định là những doanh nghiệp nào được phép gọi vốn cộng đồng. Cái thứ hai nữa là ai là người được phép đầu tư vào vốn cộng đồng. Thu nhập bình quân đầu người của chúng ta thì chưa được 3.000 đô thì cơm áo gạo tiền là gần hết số đó rồi. Nếu mà 10-20% cái thu nhập của người ta nữa thì trên thực tế rằng là nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người ta. Thế nên rằng là chúng ta cần phải có cái quy định là ở mức độ và thu nhập như thế nào thì chúng ta mới được phép tham gia vào vốn cộng đồng. Thêm vào đó nữa là họ được phép đầu tư bao nhiêu phần trăm cái income của họ vào trong đó. Tại vì nếu như mà mặc dù thu nhập của tôi có thể 200.000 đô nhưng mà một năm nhưng mà tôi đầu tư 300.000 đô vào trong gọi vốn cộng đồng thì thực ra nó cũng lại ảnh hưởng đến cái sự an toàn của tôi. Rõ ràng là Việt Nam của chúng ta vẫn chưa có một cái khung pháp lý để cho những cái nền tảng cũng như là các startup của chúng ta có thể kêu gọi vốn từ cộng đồng tại chính Việt Nam của chúng ta. Vậy thì các startup bây giờ quan tâm tới việc gọi vốn từ cộng đồng ấy ạ? Họ làm thế nào để đến với những cái nền tảng, đến với những cái nơi mà có thể kết nối để họ kêu gọi vốn từ cộng đồng từ nước ngoài? Tất cả những cái website mà chúng ta vừa nhìn thấy thì đều tương đối là mở cho tất cả các cái công ty ở trên toàn thế giới. Mục tiêu của họ là chúng ta ngồi Việt Nam, chúng ta vẫn có thể, nếu mà chúng ta có thể tạo ra được những sản phẩm mà thị trường Mỹ cần thì những cái người ở thị trường Mỹ họ vẫn sẵn sàng họ trả tiền. Và theo tôi nghĩ đấy phải là một cái định hướng cho các startup. Tức là nếu như khung pháp lý ở trong nước chúng ta chưa tốt, nếu như cái thu nhập bình quân đầu người của nước ta chưa tốt thì chúng ta nên target vào những cái nước mà họ thu nhập bình quân đầu người họ cao. Tuy nhiên cái việc này thì nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều, tại vì thường là các doanh nghiệp ở trong nước đang có một cái nhìn tương đối là nội địa. Thế nên là các sản phẩm và dịch vụ thường đi đến từ cái nhu cầu nội địa thay vì rằng là quốc tế. Các nhà khởi nghiệp chưa có được những cái sản phẩm nó gọi là mang tính chất global. Bởi vì sẽ rất là tuyệt vời nếu như là mình có được cái sản phẩm cũng như có được ý tưởng là mình có thể là thay vì việc gọi vốn trong nước thì mình gọi vốn, mình tiếp cận những cái platform quốc tế. Nhưng đối với những sản phẩm nó mang tính chất rất là nội địa thì liệu rằng có cơ hội nào trong một cái platform trong tương lai sẽ tiếp cận được và giải quyết được cái bài toán này hay không? Sự việc nó sẽ xảy ra ở Việt Nam có thể nó sẽ như sau, tức là đầu tiên nó sẽ phải có những cái platform gọi vốn cộng đồng mà nó mang tính chất gọi là sản phẩm trước đã. Cuối cùng nó sẽ trở thành một cái financial service. Đấy, thì cái đấy là nó sẽ cần rất là nhiều regulation từ phía gọi là ngân hàng nhà nước, từ phía Bộ Tài chính, từ phía Bộ Kế hoạch Đầu tư. Chính phủ cũng cần phải có thời gian để mà có thể nghiên cứu và đưa ra được những cái phương án nó phù hợp. Và chúng ta cũng không có gì để vội cả. Đặc biệt rằng là
hiện tại đối với lại giới startup của Việt Nam chẳng hạn thì cũng chưa bao giờ có một thời điểm rực rỡ như bây giờ. Có nửa cuối của 2019 này thôi đã 4 năm công ty có mega deal rồi đúng không? Trên $100 triệu tiền đầu tư rồi. Nếu chúng ta quay lại cái vấn đề gốc ấy, thì thực sự là chúng ta vẫn chưa có đủ những cái startup có chất lượng tốt để mà tiếp nhận được nguồn vốn. Vốn cộng đồng hay không vốn cộng đồng thì hiện tại chúng ta vẫn có rất nhiều cách để chúng ta có thể gọi được vốn cho doanh nghiệp của mình. Liên kết với rất nhiều các cái partner, các cái đối tác của bạn có thể tung ra những cái clip giới thiệu về cái điểm ưu việt sản phẩm của bạn so với những sản phẩm hiện có trên thị trường, củng cố niềm tin với những cái nhà đầu tư ban đầu của bạn rằng là chắc chắn là cái thời hạn ngày ra mắt sản phẩm hoặc đến tay với người tiêu dùng là đúng như những gì mà bạn đã cam kết. Trong quá trình kêu gọi vốn, nếu có thời điểm nào đó mà các bạn cảm thấy là khá là đuối, chưa nhận được nhiều đóng góp trong một thời điểm ban đầu, các bạn vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông PR marketing, kể cả online và cả offline, ví dụ tổ chức những buổi chiếu phim nhỏ để hỗ trợ đẩy cho dự án. Xin được cảm ơn nha, chia sẻ của anh Nam cũng như là bạn Hà Linh đã đến với Quốc gia Khởi nghiệp ngày hôm nay. Với những cái thông tin ngày hôm nay, những khách mời chia sẻ về gọi vốn cộng đồng thì các startup của chúng ta sẽ biết thêm một cái kênh nữa và biết cách làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận. Đến đây thì thời lượng dành cho Quốc gia Khởi nghiệp đã kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.